Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi có một CD sản phẩm để muốn giới thiệu cho anh em. Đây là một dòng súng mà nếu mà anh em ít tìm hiểu về vũ khí thì cũng không biết nhiều về nó đâu. Còn nếu anh em nào đã chơi Airsoft rồi thì sẽ biết luôn. Đó chính là dòng 2K3. Nếu mà nói về súng thật ấy thì mình cũng không có nhiều thông tin về về dòng súng này. Trên Wiki hay một vài cái web nó cũng không có. Thì mình cũng tìm hiểu qua thì cũng chỉ có những cái thông tin có thể gọi là không chính thức đi. Thì nói thì biết được biết rằng đây là một cái súng mà nó thiết kế dựa trên dòng M1901 truyền thống của Mỹ. Nhưng mà cái mẫu thiết kế này nó lại không được phê duyệt để sản xuất hàng loạt. Nó kiểu giống như dạng bản thử nghiệm ấy. Đấy, thế là súng thật nó không có, hoặc là nó chỉ có một vài mẫu ít ỏi gì đó thôi. Đấy là theo như mình tìm hiểu qua là vậy. Còn bạn nào biết hiểu rõ hơn về dòng này thì cứ comment ở dưới để bổ sung thêm cho anh em về kiến thức. Còn riêng về Airsoft thì nó lại khác hoàn toàn. Riêng về Airsoft thì cái dòng súng này ấy, nó cực kỳ nhiều mẫu luôn. Ví dụ như là Tokyo Marui cũng ra một sản phẩm này. Wii thì nhiều vô đối rồi. Rồi Kaziwook cũng có này, RW Custom này, nói chung là rất nhiều. Đấy. Ngoài ra dân độ thì họ độ những cái cây 2K3 lên tới hàng vài nghìn đô cũng có. Mà đây là giá bên Tây nhé, về Việt Nam thì khủng khiếp luôn. Rồi, ok, thế là đã cũng qua về cái dòng 2K3 rồi. Thì bây giờ 2K3 này có nhiều loại lắm. Nó giống như M1901 thì có dòng compact này, dòng A1 thì ví dụ thế. Còn 2K3 thì nó nhiều lắm. Cái dài sản phẩm của nó bắt đầu từ 3.8. Nó có các CD, mình cứ nói các CD sản phẩm nhé. Mình giờ quay lại Wii đi. Wii thì nó có các CD sản phẩm như là dòng 3.8, 4.3, 5.1, 6.0, 6.0. Còn có cả 7.0 nữa. 7.0 chính là cái anh em xem lại clip mà tôi làm với cái cây 2K3 của RW Custom bản Dragon ấy. Đấy là bản dài nhất, là 7.0. Hôm nay thì tôi sẽ review cho anh em bản 3.8 Deluxe. Lại đây, nói qua một chút về các cái dòng của Wii. Nó in trên hộp này nhé. Wii in trên cái hộp này gồm có Velociraptor này. Tên của loại, tất cả đây là đều là tên của loại khủng long nhé. Hai cái con này là cùng CD 3.8, là cái dòng ngắn nhất. Rồi đến dòng Batontorasaurus này, mình nó không biết phát âm đúng hay sai, nhưng mà anh em cứ nhìn chữ thì biết. Thì là bản 4.3, là phiên bản 4.3. Và hai cái bản trên này thì nó là bản 5.1. Đấy, còn đây là cây dài nhất, tên khủng long T-Rex là bản 6.0. Đấy. Đây là T-Rex 5.1. Rồi, ok, đây là nói chung về dòng CD 2K3. Đây, ba cây này. MG thì có một cây 2K3 nổi tiếng, đó là cây Zonwitch. Đấy, cây 2K3 FDI. Một cây anh em rất là thích. Đấy là làm chung về dòng 2K3. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem qua về dòng này nhé. Đầu tiên là không phải review đâu chi tiết đâu, mà mình sẽ giới thiệu qua về cái dòng này và M1901 xem nó có cái gì khác nhau. Rồi mình sẽ lấy cây M1901 đó. Rồi đây. Đây là hai cây súng. Đây là cây M1901 truyền thống này, mà anh em đã biết tới rất nhiều rồi. Đấy, cây M1911. Cây M1911 và đây là cây 2K3. Về kích thước anh em đã thấy có sự khác biệt chưa? Đầu tiên M1911 nó nhỏ nhắn gọn gàng hơn. Đấy. Nhọn gàng hơn, chiều bề ngang hay là bề ngang hay chiều dài nó cũng đều nhỏ gọn hơn một chút. Đấy. Các bạn nhìn thấy đó, tay mình cầm này, 2K3 thì hay có cái đế ở đây.
Đấy. Còn về 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 những cái điểm giống nhau nha, bây giờ mình nói luôn nhé. Tất nhiên cái cơ cấu ấy, cái slide mình không nói những cái khuất khoét như này, nhưng mà cái slide của M901 và G-Lab là có kết cấu tương đối giống nhau. Đấy. Cũng hệ múa như này, cũng có chốt cò ở đây, hệ cò cũng giống nhau, chốt thay đạn giống nhau, khóa slide cũng ở đây đây luôn, à, nhả slide ở đây, chốt giữ slide ở đây, nói chung là nó rất là giống nhau. Ừ. Có điều có thể là cho hai cấp ba nó sẽ có thêm hai bên này để cho ông thuận tay phải tay trái, vì nó thiết kế bây giờ mà tính hiện đại rồi, và đặc biệt là cái băng đạn của hai cấp ba nó sẽ to hơn của màu 91 rất nhiều, các bạn thấy không? Ừ. Lớn hơn rất nhiều. Ừ. Nhưng mà nó cũng dựa trên cơ sở của cây màu 91 họ làm thôi, nhưng mà nhìn nó sẽ rất là hầm hố cồng kềnh, và đặc biệt nó sẽ lắp được thêm nhiều cái phụ kiện hiện đại, ví dụ như là bạn lắp thêm được cái đèn đây này, đèn 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 chiếu sáng hoặc đèn laser. Trên đây các bạn có thể lắp thêm được cái RMR mini đó đấy. Đấy, hoặc là các cái điểm ruồi, đầu ruồi này, cái điểm ngắm này, thì nó cũng đã làm bằng kiểu dạng phát quang, khi vào nó trong buổi tối ấy, nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Đấy. Còn các bạn nhìn xem cái cây M911 cổ điển của chúng ta, nó chỉ là một cái khe này thôi, nếu buổi tối ngắm thì mờ tịt. Đấy. Các bạn thấy một sự hiện đại, cải tiến và một cây mang tính truyền thống, đặc biệt là cái đế dưới nó to này, và khi bắn ấy, cái cảm giác bắn của một cây hai cấp ba ấy, nó sẽ có cảm giác thế này, các bạn cảm hiểu thế nào, cái phần đế này rất là khá là nặng, khi mà mình cầm ấy thì cái đầu này nó sẽ giải phóng được, nó giống như kiểu là đối trọng ấy, đối trọng nó sẽ kéo cho cái phần đầu này nó sẽ nhẹ hơn để khi bắn sẽ độ đậm hơn, không bị nó không bị trường hợp nhảy 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 đầu đầu. Còn cây này thì khác, cây này thì bắn rất hay, có điều nó nhẹ nhẹ phần đầu quá và nó không có đối trọng dưới nên nó hay bị nhảy đầu này. Đấy, nói cảm giác của khi bắn giữa M901 và 2K3 là như vậy. Rồi, đây là xong, mình đã xong vừa 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 xong phần giới thiệu về dòng 2K3 và so sánh với dòng 2K3 này với dòng M901, một người gần như là thế hệ tiền nhiệm của nó. Anh em có điều gì thắc mắc hay góp ý thì cứ comment, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em sau. Cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.